Tôi xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở Sài Gòn tối hôm nay, đêm 14 tháng 2 năm 2023, cũng là đêm Valentine. Nhân đây em cũng xin kính chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, trọn vẹn bên tình yêu của mình ha. Và tối nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục đi một vòng ở Sài Gòn, và trước mặt chúng ta đó là khu vực Hồ Con Rùa, Phạm Ngọc Thạch. Vòng vòng ở đây thì có rất là nhiều những cái quán cà phê rất là phơi đẹp. Mai Sơn thì Rùa cà phê tên tiếng Pháp nữa. Rồi cà phê Highland, rồi rất nhiều những thương hiệu đây, với cái view nhìn ra Hồ Con Rùa rộng rãi mát mẻ. Và Hồ Con Rùa tối nay thì mình thấy rất nhiều các bạn trẻ, cũng như rất nhiều người ra đây để hóng mát ha. Mình thấy quá trời luôn rồi. Người ta ngồi quá trời đông luôn á. Hồ Con Rùa là một cái nơi tập trung khi mà sau một ngày nóng lực, ngày làm việc mệt nhọc, người ra đây ngồi hóng mát rồi ăn uống gì đó lặt vặt. Nên thật ra ở đây hay có những cái xe bán hàng rong như phía bên đây nè. Ở đây cũng có bãi giữ xe nữa. Thì nếu mà chúng ta đi qua bên Minh mình có Hồ Con Rùa ngồi chơi thì gửi xe bên đây ngay công viên cây xanh gì nè. Rồi muốn ăn vặt thì đây có bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, cá viên chiên, chiên bơ, chiên nước mắm, rồi bánh tráng nướng quá trời, bắp xào. Mấy quán cà phê đây rất là đẹp mà. Đây có Lê Hà cà phê ngay góc đường Cao Vân và công trường quốc tế Hồ Con Rùa. Cà phê Phúc Long Chi. Giờ đi quá trời luôn. Đặc biệt hôm nay đi ra đường là thấy toàn là cặp tình yêu thôi, nam nữ. Ở Hồ Con Rùa này, ngày cuối tuần vòng vòng Hồ Con Rùa là khu phố đi bộ ha. Mà ở đâu có đi bộ thì ở đó sẽ có hàng rong để phục vụ việc ăn uống cho người dân, ăn vặt, bánh tráng nướng nè, sẵn mua cho bạn đồng nhỏ luôn. Hay nướng điêu luyện đó. Bao tiền cái con? Thập cẩm là có gì? Không lấy nem đi, bán anh một cái đi. Còn thấy đây nhiều quá à. Điêu luyện còn mấy cái nữa mới tới anh? Hai ba cái hai ba cái à?
Tao làm của anh đầy đủ luôn đi. Nướng cho nó giòn luôn ha. Nướng vô dãy luôn, 3-4 xe luôn á. Làm chiều các bạn đợi em chút xíu nha. Lỡ kêu rồi. Quá trời khách ở đây, thường người ta mua xong cái đi qua bên kia ngồi đó, đi qua bên kia ngồi ăn nè. Tuy hôm nay không phải là cuối tuần nhưng mà hồ con rùa vẫn đông nghẹt. Cô anh đừng lấy hành nha em. Không biết có đem tiền không đây. Chết mồ sao với số không vậy trời. Chơi. Tại nãy đạp xe không có. Chết rồi, chắc là phải xài phương án khác rồi. Mà tiền mặt không được rồi. Không hành. Ủa có Momo không? Nhiêu tiền nha? Dạ 30. 30 à? Mình tính tiền Momo nha. Em đọc anh số điện thoại. Dạ không biết là. Rồi. 131. Rồi. 3508. Ninh Đình phải không em? Dạ đúng rồi. 30.000. Cắt lại cho chị đi. Trời quá. Rồi nha em. Anh chuyển rồi nha. Tôm ớt không anh? Ít rồi, chút xíu rồi. Toàn nhóc ăn.
vô tiền ha. Nướng giòn giòn mình. Dạ cảm ơn. Dạ. À, anh chị và các bạn thông cảm nha, lỡ kêu cho bạn đồng nhỏ rồi. Định về chạy một vòng phố đi bộ mua, nhưng mà nghĩ ở đó nó cũng rất là đông, họ là ra thôi mua ở đây luôn, ở đây cũng không kém. Ồ, quá trời các bạn ngồi uống nước vui ha, ngoài đây gió thổi mát mẻ như là ở ngoài đảo Hồ Trị An vậy đó. Có quán cà phê, có những cái kệ sách, có đồ ăn vặt đầy đủ. Ở Sài Gòn tuy nghèo nhưng mà nó vui vẻ. Ở đây chúng ta quẹo qua con đường Duy Tân cũng như là con đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Mình sẽ đi một vòng tới trung tâm Sài Gòn rồi đi về luôn. Tối nay đạp một vòng. Hồi nãy trước khi đạp xe bạn đồng nhỏ nói mua gì ăn vặt. Tối lên sân thượng ngồi ăn giống như cảm giác đi cắm trại vậy đó. Bạn đồng nhỏ khoái đi cắm trại nhưng mà mấy bữa đi nắng quá nên là mà không có cho theo. Bữa đi Đồng Nai đó, đó là đi cắm trại nữa ha. Còn mấy cái video ở ngoài đảo chắc em sẽ edit gửi lên bà con bác xem chơi gửi sau nha. Ngay đây là giao lộ Hồng Thập Tử với Duy Tân. Cặp tình nhân áo đỏ, áo xám, áo đen, áo trắng. cặp không thôi. Hôm nay đặc biệt đi ra đường rồi thấy là tình nhân thôi. Còn vợ chồng thì ở nhà. Bình thường mỗi ngày, ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc thì ngày đó là lễ tình nhân rồi. Chứ không phải nhất thiết một năm có một ngày đâu ha. Thì hiểu là các bạn trẻ đi dạo mát rồi cơ hội để tặng quà cho nhau nó ý nghĩa hơn, đánh dấu tình yêu chớm nở, tình yêu bắt đầu. Tối nay Sài Gòn mát mẻ, mặc dù xe cộ ngoài đường rất là đông. Chúng ta qua bên khu nhà thờ Đức Bà, công trường công xã Paris. Nãy là công trường quốc tế, bây giờ là đi qua công trường công xã Paris. Ngày xưa vào những ngày lễ thì ở đây bán thiệp rất là nhiều ở trên con đường Hàng Thuyên. Thiệp viết thiệp chúc mừng cho nhau, thiệp Noel, thiệp chúc mừng năm mới, thiệp chúc mừng sinh nhật, thiệp Valentine. Nhưng mà ngày nay thì con đường Hàng Thuyên không còn những cái cửa hàng bán thiệp như ngày xưa nữa. Lại bây giờ thương mại điện tử nó tràn ngập rồi, truyền thông đa phương tiện rồi, không còn viết giấy như ngày xưa nữa ha, giờ chỉ cần chat. Gõ mấy cái thôi là xong. Thậm chí ngày hôm nay có thêm AI chat nữa. Ví dụ
không biết gì đó, thắc mắc gì đó thì cứ chat. Đây là vỉa hè khu vực công trường Paris, công trường công xã Paris. Rất là nhiều các bạn ra đây ngồi uống nước. Lại ngay ở phía trước nhà thờ Đức Bà nè, họ rất là đông. Chúng ta cũng thấy những ngày này ở Sài Gòn rất là nhộn nhịp ha. Mặc dù ngày lễ này xuất phát từ các nước phương Tây, nhưng mà nhiều khi có nhiều người người ta bận rộn đó, cũng không có để ý tới ngày này luôn á. Cuộc sống ở nước ngoài nghe là nhiều người cô chú anh chị chia sẻ thì nó vất vả, nó thời gian không có nhiều, không như ở Sài Gòn ha, không như ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày tèn tèn ngày kiếm 3 bữa cơm là đủ rồi. Ở đây chúng ta quẹo qua đường Tự Do, con đường Katina của ngày xưa, và ngày nay là đường Đồng Khởi, một con đường rất là đẹp với rất nhiều những siêu thị, rồi khách sạn 5 sao, rồi những nhà hàng. Ở tên đây là giao lộ Gia Long. Tuy là hết Tết rồi nhưng mà những cái đèn trang trí này vẫn còn ha. Chắc là vừa trang trí vừa quảng cáo cho quảng cáo hết tháng. Trời ơi, đông quá trời luôn á trời. Tình yêu ôm bó bông đi khắp Sài Gòn. Bên đây là trung tâm thương mại Park Sơn. Hôm nay là ngày mà rất nhiều cửa hàng người ta sáng tạo bán đồ lưu niệm, bán đồ cho ngày lễ tình nhân. Ai mà cửa hàng nào mà bán đồ gì đó độc độc lạ lạ là thu hút rất nhiều khách mua ha. Nhưng mà hôm nay đặc biệt có cái bó bông, mà bó bông bằng tiền đó, giống như là mua bó bông đó giống như là mang tiền về cho vợ vậy đó. Giống như cũng như cái bó bông đó, người ta để mấy tờ tiền người ta cuốn là thành cái bông á. Ví dụ người ta số tiền là 100.000 thì tính 100.000, còn cái bó bông 200.000 thì cộng thêm.
tay quẹo qua công trường Lam Sơn nè, rồi ra Nguyễn Huệ nè ha, rồi đi thẳng là tới chợ Bến Thành luôn. À, hôm nay Sài Gòn đông thiệt. Ngay chỗ này là Bùng Binh Nguyễn Huệ Lê Lợi. Trời, Nguyễn Huệ quá trời đông. Ở đây em ta quẹo qua đây đi để cảm nhận cái không khí ở ở Sài Gòn nó như thế nào ha. À, mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần nhưng mà ta không thể thấy được cái sự nhộn nhịp của ngày lễ tình yêu. Đó, này em bay lên cao quay nhìn thấy toàn cảnh, có thấy sự đông đúc ở đây như thế nào. Rồi, hồi nãy mà không mua bánh tráng ở ở Hồ Con Rùa là đi ra đây là khỏi mua luôn. Quá trời sự kiện, không phải quay sự kiện mà quá trời các nhóm bạn trẻ to động quá trời. À, đạp xe đạp mà lọt vô đám đông này chống chân mệt mỏi luôn. Trong chừng đủ phê. À, nhìn qua nhìn lại có bên Lâm TV là lẻ loi. Ai cũng cặp không ha. Phử thị quá. Nhưng mà nói giỡn thôi. Rồi giờ em đi về với bạn đồng nhỏ đây. Về với bạn này. Ồ, bị đuổi ha. Nhìn mấy anh chị này đi là biết rồi đó. Thôi quẹo hướng này đi. Đó, đi thẳng là kẹt luôn. Đó, rồi thôi cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Vài hình ảnh ở trong vòng Sài Gòn chia sẻ những cái hình ảnh ngày lễ tình nhân để anh chị và các bạn thấy được khung cảnh Sài Gòn nó như thế nào ha. Ở đây có đợi chờ đó. Rồi, bãi giữ xe chào đón khách. Rồi, nhân đây em xin cảm ơn và gửi lời chúc cho ngày tình nhân. Chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng trọn vẹn, lúc nào cũng hạnh phúc bên một nửa yêu thương của mình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Chơi trời.